Là đơn vị chủ công trong sản xuất các loại ngòi đạn để phục vụ nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, nhà máy Z129, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã không ngừng nghiên cứu, phát triển nhiều sản phẩm có chất lượng cao, phục vụ quá trình sản xuất. Với trang thiết bị hiện đại, đội ngũ kỹ sư, người lao động có tay nghề cao, đến nay Z129 đã có đủ năng lực công nghệ sản xuất và sửa chữa nhiều loại ngòi đạn khác nhau, phục vụ tốt cho nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Đạn khói màu và đạn khói hơi cay. Đây là hai sản phẩm mới được đội ngũ cán bộ, kỹ sư, nhà máy Z129 nghiên cứu, chế tạo và đưa vào sản xuất mới đây, phục vụ cho quá trình huấn luyện, diễn tập của lực lượng vũ trang. Với thành công trong nghiên cứu, chế tạo sản xuất đạn khói, đạn cay bằng công nghệ trong nước đã góp phần nâng cao tính chủ động trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tăng tỷ lệ nội địa hóa vật tư trang bị, tránh phụ thuộc vào nước ngoài. Đối với sản phẩm là đạn khói này thì cái điểm khó nhất đấy là cái chất tạo khói phải đảm bảo được các cái tính năng yêu cầu kỹ chiến thuật. Làm sao khi đạn bay đến mục tiêu thì thành phần chất tạo khói đây sẽ cháy và tạo khói nhưng bên cạnh nó lại không tạo nên ngọn lửa, để không gây sát thương cho mục tiêu. Ngòi đạn được ví như trái tim của mỗi quả đạn. Vì vậy, chất lượng ngòi đạn quyết định đến uy lực và độ tin cậy của viên đạn. Mỗi cán bộ, người lao động làm việc tại mỗi phân xưởng ở nhà máy đều phải đáp ứng tuyệt đối yêu cầu tỉ mỉ, chính xác, cẩn thận, nhất là ở phân xưởng tổng lắp, khâu cuối để hoàn thiện quả đạn. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ là phải học tập thật chắc, nắm bắt chắc cái quy trình công nghệ để từ đó là mình sản xuất tổng lắp. Cái thứ nhất là đảm bảo cái yêu cầu chất lượng, cái thứ hai là bảo tăng năng suất. Với đặc thù lắp ráp ngòi đạn bao gồm rất nhiều chi tiết, cụm chi tiết nhỏ. Do vậy, nhà máy Z129 cũng đã áp dụng mô hình Kaizen 5S nhằm nâng cao năng suất lao động và giảm thiểu nguy cơ gây mất an toàn lao động, ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, để có những sản phẩm tốt, mỗi cán bộ, người lao động ở Z129 đều thi đua sáng tạo trong lao động sản xuất. Nhất là đột phá vào khâu yếu, mặt yếu, việc mới, việc khó, tập trung đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Cùng với các cái hoạt động của nhà máy, thì cái công tác sáng kiến, cải tiến kỹ thuật thì được nhà máy rất là chú trọng. Và đồng thời với các cái hoạt động phong trào như vậy, thì nhà máy cũng đã thường xuyên là có cái khen thưởng các cái cá nhân điển hình. Đấy, tạo cái động lực, khích lệ để người lao động họ quan tâm đến vấn đề về chất lượng rồi vấn đề về năng suất. Trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, người lính thợ làm công tác kỹ thuật đã nỗ lực để nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời chủ động, sáng tạo không ngừng trong nắm bắt và làm chủ khoa học, để từ đó góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm.